Tin giáo hội Singapore Tổng giáo phận Singapore bác bỏ việc cử hành các bí tích hôn phối trực tuyến. Tổng giáo phận Singapore đã bác bỏ khả năng cử hành và chứng nhận một hôn nhân công giáo thành sự khi được cử hành trực tuyến. Tổng giáo phận Singapore khẳng định không có một nghi lễ hôn phối trực tuyến. Bí tích hôn phối chỉ thành sự khi được cử hành trước sự hiện diện của linh mục, đôi tân hôn và các nhân chứng. Tổng giáo phận Singapore đã xác định rõ điều này trong một thông cáo sau khi một luật mới được giáo hội nước này thông qua vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, đưa ra các biện pháp tạm thời cho việc cử hành và đăng ký kết hôn dân sự. Theo luật này, trong đại dịch COVID-19, các đám cưới dân sự có thể được tiến hành thông qua một liên kết video trực tiếp của các đôi vợ chồng, các nhân viên nhân sự và các nhân chứng. Tuy nhiên, Giáo hội tại Singapore khẳng định bí tích hôn nhân không thể được cử hành trực tuyến. Trong khi nhìn nhận tính chất đặc biệt của điều khoản trong trường hợp khẩn cấp hiện tại của virus Corona, Tổng Giáo phận Singapore tái khẳng định tầm quan trọng của sự hiện diện thể lý của những người cử hành các bí tích, bao gồm cả bí tích hôn nhân, dưới ánh sáng của giáo luật và các giáo huấn thần học và mục vụ giáo hội về vấn đề này được tái xác nhận vào ngày 17 tháng 4 bởi Đức Thánh cha Francisco. Giáo hội các bí tích dân Chúa là cụ thể, việc cử hành bí tích hôn nhân trực tuyến sẽ không được phép. Thông cáo của Tổng giáo phận giải thích, mục tiêu của chúng tôi là giúp các cặp vợ chồng cử hành bí tích này trong khi tuân thủ tất cả các chỉ thị về y tế và các biện pháp giữ khoảng cách xã hội được thực hiện bởi các cơ quan y tế của chúng ta bởi vì để một nghi lễ hôn nhân công giáo hợp pháp theo giáo luật còn có sự hiện diện của các cặp vợ chồng hai nhân chứng và linh mục